Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 20 từ câu 1 đến câu 16. Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy, những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng của ngày hôm nay diễn tả cho chúng ta thấy một lối cư xử khác biệt với những gì chúng ta dự đoán và mong muốn. Dựa theo cách thế của con người, khi thuê mướn một ai đó, chúng ta phải tính toán ngày giờ làm việc, rồi trả công tương xứng với người làm công, nghĩa là ai làm ít ăn ít và ai làm nhiều ăn nhiều. Tuy nhiên, lời Chúa của ngày hôm nay lại diễn tả khác hẳn. Người chủ thuê người làm vườn từ người thứ nhất đến người thứ 11. Tất cả đều được ông chủ trả ngang bằng nhau. Xét theo phương diện công bằng thì ông chủ vẫn không có lỗi với những người thứ nhất, vì ông đã trả đủ điều kiện hợp đồng. Ông có quyền trả thêm cho ai tùy theo ý muốn của ông. Thực ra, bài học của lời Chúa hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta một điều quan trọng về cách đối nhân xử thế. Không phải tất cả sự công bằng đều dựa trên luật lệ chi ly, nghĩa là ăn miếng trả miếng, nhưng cần thực thi theo con đường của tin mừng. Đó chính là con đường tình yêu và lòng bác ái. Ngay trong đời sống gia đình của chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta cũng phải xử thế dựa vào tình huống của con cái chúng ta. Có những đứa con ta phải dồn nhiều tình thương hơn những đứa con khác, bởi có những đứa nó bệnh tật, khó khăn hay ngỗ nghịch. Chúng ta phải tìm cách đưa nó vào hòa nhập trong tình yêu của gia đình. Chúng ta nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết thực thi theo đường lối của tin mừng.